Lý do Trung Quốc gay gắt với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Cảnh báo quyết liệt của Trung Quốc trước chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh lo ngại với quan điểm của Washington về hòn đảo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tối mùng 2 tháng 8 đã tới thành phố Đài Bắc, Đài Loan, trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất đặt chân lên hòn đảo trong vòng 25 năm qua. Nhưng nhiều ngày trước khi máy bay quân sự chở bà hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, Trung Quốc đã liên tục tung ra những phát ngôn cứng rắn, thậm chí đe dọa về hậu quả của chuyến thăm, đồng thời thực hiện nhiều động thái phô trương sức mạnh quân sự. Quân đội Trung Quốc PLA đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan vào cuối tuần qua, trong khi ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn máy bay chở bà Pelosi, thậm chí bắn hạ nếu cần. Dù vậy, bà Pelosi vẫn quyết tâm tới Đài Loan, bất chấp những đe dọa từ phía Trung Quốc. Chuyến bay của bà từ Malaysia hạ cánh xuống đảo Đài Loan mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Giới phân tích cho rằng, đằng sau những phát biểu quyết liệt mang tính đe dọa mà Trung Quốc đưa ra là một nỗi lo ngại sâu sắc về nguy cơ Mỹ và các đồng minh phương Tây thay đổi lập trường về vấn đề Đài Loan. Giới lãnh đạo Trung Quốc dường như tin rằng chuyến thăm của bà Pelosi là dấu hiệu cho thấy Mỹ và phương Tây đang muốn thúc đẩy quan hệ với Đài Loan và khuyến khích độc lập cho hòn đảo. Trong cuộc điện đàm tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington không nên đùa với lửa khi đề cập đến vấn đề Đài Loan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ lâu nay vẫn cam kết tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, song cung cấp cho đảo Đài Loan các loại khí tài hiện đại để tự vệ. Kể từ thời chính quyền Donald Trump, nhiều lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Washington dường như đang ngày càng ủng hộ Đài Loan độc lập. Các nhà ngoại giao Trung Quốc thường xuyên phàn nàn rằng Mỹ không còn tôn trọng chính sách một Trung Quốc, nguyên tắc ràng buộc trong mối quan hệ song phương được thể hiện qua các thương vụ vũ khí giá trị lớn mà Washington thực hiện với Đài Bắc. Những chuyến thăm Đài Loan của các chính trị gia từ các nước trong khu vực cũng như từ châu Âu và Mỹ đang tăng lên. Ông Tập có lẽ đang mất kiên nhẫn và khó chịu với thực tế rằng trong năm qua, các nhà lãnh đạo cấp cao không chỉ từ Mỹ mà còn từ Nhật Bản hay EU đã đến thăm Đài Loan rất nhiều. Willy Lam, nhà phân tích chính trị Trung Quốc tại Hồng Kông nhận định. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2016, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng từ chối công nhận chính sách một Trung Quốc. Những yếu tố kết hợp này khiến vấn đề Đài Loan có vẻ không thực sự tích cực với giới lãnh đạo Trung Quốc. Phó giáo sư Li từ Đại học Nanyang Singapore bình luận. Các lãnh đạo Trung Quốc dường như đang sử dụng những lời lẽ cứng rắn để ngăn chặn đà phát triển của mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan nhằm khiến nó không trở thành thách thức lớn hơn với Bắc Kinh. Steve Chang, giám đốc Viện Trung Quốc thuộc Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi, Đại học London nhận định, những thông điệp cứng rắn mà Bắc Kinh tung ra về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ còn nhằm hướng tới dư luận trong nước trong bối cảnh Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản vào mùa thu này, thời điểm mà giới quan sát dự đoán ông Tập sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Là một lãnh đạo mạnh mẽ, ông Tập không muốn thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào trước thềm một sự kiện quan trọng như vậy, chuyên gia nói. Những cảnh báo quyết liệt về chuyến thăm của bà Pelosi cũng có thể khơi dậy tinh thần dân tộc mạnh mẽ ở Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại sau những biện pháp kiểm soát COVID-19 gắt gao mà chính phủ quyên quyết duy trì. Những lời đe dọa về biện pháp quân sự mà Trung Quốc đưa ra khiến chiếc máy bay của bà Pelosi từ Malaysia tới Đài Loan trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Nhà phân tích Lam cho rằng những điều như vậy phần nào khiến dư luận Trung Quốc bớt chú ý hơn tới vấn đề kinh tế trong nước. Bởi vậy, giới quan sát tin rằng, dù đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, Trung Quốc không muốn nổ ra một cuộc xung đột quân sự với Mỹ và các đồng minh của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Nhiều học giả lưu ý rằng, năng lực quân sự của Bắc Kinh hiện nay vẫn đi sau Washington và các cuộc diễn tập quân sự gần đây của họ rõ ràng chỉ nhằm mục đích răn đe, không nhắm vào các khu vực ngay sát bờ biển Đài Loan.